còn thiếu bạn Thảo. Sao giờ này bạn ấy vẫn chưa đến ạ? Có ai biết bé Thảo ở đâu không? Em nghe nói đường đi bị nghẽn rất nhiều vì cơn bão đêm qua. Chúng ta phải tới nhà Thảo xem sao. Con có muốn đi cùng mẹ đến xem chuyện gì xảy ra với bé Thảo không? Vâng ạ. Cứ như vậy sẽ không kịp đón bé Thảo đến biểu diễn được rồi. Tiếc quá. Mẹ con mình đến quán nước kia nghỉ một lát nhé. Được con ạ. Bà ơi, cháu cần rửa tay ạ. Cháu cứ ra đằng sau mà rửa. Rửa tay với xà phòng cho ta sức mạnh. Ước gì mình có sức mạnh như siêu nhân để có thể giúp mọi người dọn đường. Tuyệt thật đấy. Sao cháu có thể làm được như thế? Đây ạ, nhờ thói quen rửa tay với xà phòng mà cháu có được sức mạnh đấy. Thả đây rồi.